iPhone XS Max, smartphone nào bị khuất phục? Sau khi iPhone XS Max và Galaxy Note 10 cộng đọ sức trong thử nghiệm thả rơi, YouTuber PhoneBuff đưa hai smartphone đầu bảng này ra thực hiện bài kiểm tra tốc độ. Kết quả cuối cùng chắc chắn sẽ không có gì bất ngờ ở đây. Khi iPhone XS Max với vi xử lý A12 Bionic và 4GB RAM đã từng bị Galaxy S10 cộng, được trang bị chip Snapdragon 855 và 8GB RAM đánh bại, S10 cộng nhanh hơn iPhone XS Max 16 giây trong bài kiểm tra tốc độ. Galaxy Note 10 cộng của Samsung vừa ra mắt với những cải tiến về thông số kỹ thuật bao gồm 12GB RAM, bộ nhớ trong 256GB UFS 3.0. Trong bài kiểm tra tốc độ này, phone buff sử dụng Note 10 cộng bản dùng chip Snapdragon 855. Vì vậy, điều mọi người chờ đợi là Note 10 cộng sẽ đánh bại iPhone XS Max ở mức bao nhiêu mà thôi. Ngoài việc đánh bại iPhone XS Max trong bài kiểm tra tốc độ sau 2 vòng với tổng thời gian lên tới 30 giây, Note 10 cộng cũng là điện thoại đầu tiên của Samsung đánh bại iPhone ở vòng đua đầu tiên. Tất nhiên, Apple chuẩn bị ra mắt dòng iPhone mới vào ngày mùng 10 tháng 9 tới và nhiều khả năng iPhone 11 sẽ giành lại vương miện từ nốt 10 cộng trong các bài kiểm tra tốc độ này.